Công thức hỗ trợ chữa lành cho một người trực tiếp hoặc là từ xa thì thời gian nó cũng giống. Từ 0 đến 3 tuổi, nhìn dùm Thùy Trang nha, cái thời gian thực hiện của lớp 3 nó sẽ ngắn hơn, tại vì cái tần số mọi người cao rồi đó. Dù lên lớp 4 đặc biệt thời gian ngắn hơn nữa. Từ 0 đến 3 tuổi sẽ là 30 giây đến 45 giây. 4 đến 7 tuổi là 1 phút. Từ 8 đến 12 tuổi là 2 phút 30 giây và trên 13 tuổi sẽ là 3 phút 30 giây. Thực hiện một lần một ngày, trường hợp nặng thì chúng ta hỗ trợ 2 lần một ngày và quá nặng thì 3 lần một ngày trong thời gian đầu, rồi xong sau trong thời gian đầu là khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày hoặc là lúc khi họ cải thiện một chút rồi đó, chúng ta sau đó chỉ cần 2 lần một ngày thôi và các lần chữa lành cần cách nhau 6 đến 8 tiếng. Lưu ý dùm, đọc phần lưu ý giúp Thùy Trang, nếu trường hợp trực tiếp thì cả người nhận và người truyền đều mở mắt trong trạng thái tỉnh thức ha. Lưu ý thứ hai nữa, nếu trường hợp truyền từ xa thì người truyền sẽ nhắm mắt, người nhận mở mắt nhìn vào trán của người truyền và luôn trong trạng thái tỉnh thức, giống như là khi chú Phúc truyền cho chúng ta đó, đó là gọi là truyền từ xa. Qua cách thực hành đây ạ. Bước 1, các anh chị sẽ đọc là hợp nhất energy chống đồng băng tầng lớp 3 chữa lành. Và bước 2, mình sẽ hợp nhất vào người truyền là bản thân của mình á 3 lần. Khi mình đọc hợp nhất lần 1 thì cũng vừa đọc mà vừa hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ của người truyền nha. Hợp nhất lần 1, hợp nhất lần 2, hợp nhất lần 3 và mỗi lần hợp nhất như vậy từ 3 đến 5 giây một lần. Sau khi hợp nhất vào não bộ của người truyền xong, đến bước 3 thì sẽ hợp nhất vào người nhận. Thì cô bác anh chị cũng hợp nhất 3 lần luôn và nhớ là hình khi mình đọc hợp nhất lần 1 thì cũng vừa hình dung năng lượng từ não bộ của người truyền đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống của người nhận. Và bước 4, người truyền tiếp tục truyền tải năng lượng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống của người nhận, rồi tiếp tục lan tỏa ra toàn bộ cơ thể của người nhận cho đến khi chuông báo chấm dứt. Còn nếu mà họ có quá nhiều vị trí đau thì mình chỉ cần tập trung đưa năng lượng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống của người nhận thôi. Và sau khi chuông báo chấm dứt xong thì cô anh chị sẽ đọc cái câu bước 5 á, là cũng đọc cái câu y như như mình tự chữa lành đó, cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nương theo energy chống đồng băng tầng lớp 3 trở về khối sáng. Công thức chữa lành cho một người. Thời gian trên 13 tuổi 3 phút 30 giây. Bắt đầu. Đọc thầm: hợp nhất energy chống đồng băng tầng lớp 3 chữa lành. Tiếp tục đọc thầm: hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ của người truyền. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Tương tự lần 1 và lần 2. Tiếp tục. Hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ não bộ của người truyền đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống của người nhận. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Người truyền tiếp tục truyền tải năng lượng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống của người nhận, rồi tiếp tục lan tỏa ra toàn thể người nhận. Tập trung đến những vị trí bị đau cho đến khi hết giờ. Nếu có quá nhiều chỗ đau thì chỉ tập trung vào não bộ và toàn bộ cuộc sống người nhận.
cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nương theo energy trống đồng băng tầng lớp 3 trở về khối sáng.